Chào các bạn, mình là Đạt và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái là gọi là cấp phát động. Thì cái lẽ các bạn đã nghe từ cấp phát động rồi và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là lý do tại sao mình lại cần cấp phát động. Mình cho một ví dụ ha, mình có một cái bài toán mình muốn giải quyết, đó là khi mà mình nhập vào một con số bất kỳ, ví dụ số 3, số 5, số 7 gì đấy, thì tạo cho mình một mảng gồm bao nhiêu phần tử là 3, 5, 7 gì đấy, rồi điền các cái giá trị của các phần tử của mảng đó vào in ra cho mình. Thì vấn đề đơn giản đó, mình sẽ thử làm viết một chương trình nhập vào số lượng phần tử của một cái mảng rồi sau đó in ra số lượng phần tử của cái mảng đó. Thì bây giờ mình sẽ như thế này, CL nhập vào số lượng phần tử, rồi sau đó mình sẽ tạo ra cái integer số phần tử gì đấy, rồi mình sẽ in số phần tử. Rồi thì xong rồi, bây giờ mình sẽ có được cái số phần tử thì mình sẽ làm một cái mảng thôi, mảng là integer nè, mảng một chiều thì mình sẽ ghi là số phần tử ở đây. Rồi ủa sao nó báo lỗi, thì đây số lượng phần tử là một hằng thì mới được, tại vì khi mà mình tạo một cái mảng như thế này thì compiler nó mong muốn tại thời điểm mà nó compile cái code này nè, là cái con số này nó phải biết trước. Có nghĩa là nó, ví dụ giả dụ mình cho một con số 3 vào đây thì ok, hoặc là cái số phần tử nó phải là một cái hằng số thì nó mới chấp nhận, còn không thì nó không chấp nhận. Thì từ đây mình sẽ phải cần một cái cách khác, đó là cách cấp phát động một cái vùng nhớ. Thì bản chất cái việc mà cấp phát như thế này á, là cấp phát một vùng nhớ thôi, không có gì hết. Cái mà ghi là in mảng một chiều số lượng phần tử, ví dụ mình ghi 3 như thế này đi, thì đấy sẽ chuẩn bị cho mình là ok, integer có 4 byte đúng không, mình tạo ra 3 phần tử cho nó thì có phải cấp cho nó 12 byte không, đơn giản. Nhưng mà khi mà mình sử dụng những cái biến như số 3, số 7, số 10 hoặc là số 100, 1000 gì đấy thì mình phải biết trước được số lượng phần tử. Nhưng mà trong trường hợp này mình chưa biết số lượng phần tử thì làm sao mà mình có thể làm được? Không lẽ mình để sẵn 100, 1 triệu cái số phần tử à? Không phải. Mình sẽ cấp phát động. Thì thay vì cấp phát tỉnh như thế này, nghĩa là biết sẵn một con số cho nó, thì mình sẽ sau này mình sẽ cho nó con số bằng cách mình sử dụng câu lệnh new. Thì new nó làm việc như thế nào? Rất là đơn giản thôi, mình sẽ viết cái này, mình ghi là một cái mảng mảng cấp phát động. Rồi, thì cái mảng với lại cái con trỏ là nó tương đương với nhau, thì sử dụng từ khóa new, bạn bắt buộc phải dùng một con trỏ. Thì bây giờ mình sẽ dùng new như thế này, và mình new integer, mình sẽ ghi số phần tử vào đây. Rồi đây mình sẽ giải thích cho các bạn. Thì mình đã nói mảng là một con trỏ thôi, không có gì khác. Thì ở đây mảng cấp phát động nè, mình sẽ cấp phát cho nó một cái mảng bao gồm số lượng phần tử, và mỗi phần tử đó là kiểu integer. Thì mình có thể hiểu được là như thế này, integer có 4 byte đúng không, thì mình sẽ cấp cho nó số phần tử thì nó sẽ bằng là, ví dụ phần tử bằng 3 đi, thì nó sẽ là cấp 12 byte, bằng 4 đi, cấp 16 byte, ví dụ như vậy. Thì đây là chính là cách cấp phát động, mình sẽ tạo ra một cái mảng bình thường thôi, có vấn đề gì cả, tạo một cái mảng và mình cho nó cái kích thước đồng, có nghĩa là tại thời điểm mà mình gọi cái dòng lệnh này thì mình sẽ cấp cho nó một cái vùng nhớ thích hợp. Bây giờ mình sẽ thử là mình sẽ dùng cái mảng này ha, sẽ in ra là mảng. Rồi thì đây mình đã in được, tạo được cái mảng rồi, bây giờ mình sẽ in ra cái mảng này. Rồi bây giờ sẽ in ra cái mảng này, nhập số lượng phần tử, mình nhập là 7 phần tử, đây nó sẽ in ra cho mình là 0, 1, 2, 4, 5, 6. Rất là đơn giản đúng không? Bây giờ mình thử lại, mình sẽ nhập một phần tử khác, ví dụ mình nhập vào 100 thì cái đó nó sẽ tạo ra mình 100 phần tử và nó sẽ khởi tạo 100 giá trị cho 100 phần tử này. Thì đây là cách mình cấp phát động. Rồi khi mà mình cấp phát một vùng nhớ xong, khi mình dùng cái lưu lệnh new này thì mình đã cấp phát cho nó một vùng nhớ. Khi mình xài xong rồi thì mình phải có nhiệm vụ hủy cái vùng nhớ này đi ha. Thì tại sao phải hủy, thì mình sẽ làm một cái bài khác sẽ giới thiệu cái phần này. Nhưng mà các bạn nên hiểu là khi các bạn tạo ra thì các bạn có phải nhiệm vụ hủy, còn không các bạn không hủy đi thì nó sẽ gọi là nó bị leak, hay là nó bị là như vùng nhớ được cấp phát mà không được hủy đi ấy, nó sẽ bị chiếm vùng nhớ và nó sẽ bị phí tài nguyên. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử hủy nó, thì mình sẽ hủy thì mình dùng lệnh delete thôi, không có gì hết. Đây delete, nhưng mà ở đây ấy, là mình đang tạo ra một cái mảng, cái mảng cho nên là các bạn phải ghi delete và mình ghi thêm cái dấu này, nghĩa là mình delete một cái mảng đó. Thì sau cái lệnh delete này thì dữ liệu nó sẽ được những cái dữ liệu được cấp cho cái thằng này nè sẽ bị hủy đi. Rồi mình sẽ cho các bạn coi
là cái hội đi nó sẽ có cái gì đặc biệt ha, chạy cái thằng này đi. Số lượng phần tử bây giờ mình đặt require ngay chỗ này trước, rồi số lượng phần tử mình đặt là 5 phần tử chạy qua để chạy xuống đây. Thì mảng bây giờ nó là không biết CC, nó chưa có giá trị. Khi mình chạy qua như thế này thì là cấp một vùng nhớ thằng này rồi và nó chưa có giá trị, thì bây giờ mình chạy qua nó sẽ nó in ra lần lượt 5 cái giá trị của thằng này. Và xin ra đây mình đã có được cái mảng được 5 phần tử đúng không? Rồi bây giờ thì cái mảng này nè, đấy là đã cấp phần nhớ rồi, thì cái ở đây mình sẽ thấy một giá trị đầu tiên thôi, vậy đầu tiên của cái mảng thôi, tại vì đây là một con trỏ mà chỉ thấy được cái giá trị đầu tiên thôi, mà không có gì cái đầu tiên là bằng không á, thì mình bỏ ở đây các bạn thấy cái gì đầu tiên là nó là bằng không đó. Thì sau khi mình hủy cái thằng này đi, mình coi lại giá trị đầu tiên của nó là bằng gì, âm một con số âm, thì mình bấm vào hexa mình sẽ ghi, mình thấy nó ghi là FE. Thì đây là giá trị mà sau khi mình delete một cái mảng thì Visual Studio nó cấp cho mình một cái giá trị mới gọi là FEFE. Thì giá trị này nghĩa là gì? Giá trị này là giá trị đánh dấu cho mình biết rằng cái mảng này đã bị hủy. Thì cái vùng nhớ mà nó được gán là FEFE nó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là cái vùng nhớ ban đầu được cấp cho cái thằng là mạng cấp phát động này nè. Ví dụ như mình nói là cấp mạng cấp phát động là được cấp vùng nhớ là ví dụ 12, 16, 10, 20 gì đấy, chấm. Thì nó có thể thao tác trên cái vùng nhớ này đó, vùng nhớ được cấp phát riêng cho nó. Và nó để làm gì với vùng nhớ này? Nó đã cấp cho ví dụ O12, nó sẽ gán cho O12 bằng 0, ô này bằng 1, ô này bằng 2 gì đấy, thì nó đã làm tất cả những gì nó muốn với cái vùng nhớ nó được cấp phát. Nhưng mà trong cái trường hợp như hiện tại thì tất cả vùng nhớ này từ 12, 16, 20 này, tất cả vùng nhớ này đều được gán bằng FE. Thì điều đó có nghĩa là cái vùng nhớ đó đã được giải phóng rồi, nó không 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 còn thuộc về cái thằng mạng cấp phát động nữa. Thì cái vùng nhớ đó sau này sẽ được cấp cho một thằng nào đó khác mà mình không biết được. Nghĩa là cái vùng nhớ nó out of scope của thằng này rồi, thằng này nó không được control cái vùng nhớ được. Nhưng mà nó vẫn có thể sửa vùng nhớ được, không thành vấn đề. Nhưng việc sửa đó nó không hợp pháp, tại vì cái vùng nhớ không còn thuộc về thằng này nữa ha. Thì bây giờ mình thử mình truy truy xuất cái vùng nhớ mà mình đã hủy đi thì nó sẽ như thế nào. Mình sẽ thử in ra. Bây giờ mình sẽ in ra thôi, in ra cái mảng một chiều này thì mình coi thử là nó ra cái gì. Thì mình sẽ thấy là nó vẫn ra giá trị thôi, nhưng mà nó ra giá trị dù mình ghi là 7 phần tử đi, thì nó sẽ in ra là 1256, và sau đó in ra tất cả những giá trị này để đánh dấu hủy cái này là FE. Thì thực tế là cái vùng nhớ này nó không còn thuộc về nó nữa. Thì cái việc mà các bạn truy xuất như thế này nè cũng không khác gì với cái việc mà số phần tử giờ là 7 đúng không? Thì ví dụ bây giờ mình sẽ in số lượng phần tử cộng với lại 10, ví dụ như vậy đi. Nghĩa là sau khi mình nhập một số lượng phần tử rồi thì mình hủy nó đi, thì mình in ra cái phần tử từ 10 giờ đi, ví dụ như vậy. Thì bây giờ mình số 7 đi thì nó sẽ là như thế này. Nó là 1 2 4 5 6 đúng không? Thì nó in tiếp thêm mấy phần tử này? 1 2 3 4 5 6. 6 phần tử đúng không? Các bạn thấy 6 phần tử. Nhưng mà mấy phần tử phía sau này nè, phần tử phía sau nó đâu thuộc về nó đâu, nó vẫn in ra được. Đúng không? Thì những phần tử phía sau cũng bị hủy luôn. Cái này là ai đã hủy hoặc là vô tình như thế nào nó bị hủy, và vùng nhớ nó là vùng nhớ không thuộc về cái mảng được cấp phát nữa rồi. Đây là vùng nhớ gọi là out of scope. Mình in ra như thế này thì không không có vấn đề gì cả, nhưng mà cái việc sử dụng nó thì nó sẽ là gây ra crash chương trình nếu mà những cái vùng nhớ này sau khi bị hủy nó được cấp phát cho một thằng khác nữa, một thằng XYZ nào đó được cấp phát cái vùng nhớ này mà mình không còn quyền với nó rồi mà mình vẫn tiếp tục sửa nó, thì nó sẽ ra một cái lỗi là thằng kia nó đang sử dụng cái vùng nhớ đó và mình cũng đang sử dụng vùng nhớ đó, hai thằng tranh chấp một cái vùng nhớ và dẫn đến chương trình bị crash. Rồi các bạn nhớ là sau khi hủy thì các bạn không nên sử dụng nó nữa ha, không nên dùng vùng nhớ nữa. Rồi mình đã nói về cái hàm mà có cái dấu này, nghĩa là delete một cái mảng. Thì trong trường hợp nào mình delete mà không cần cái mảng này, thì đó là khi mà các bạn new như thế này đây, integer sam như thế này, kêu là integer pointer đi, một con trỏ như thế này, thì thông thường mình có thể ghi là integer biến a, ví dụ như thế này, biến a bằng 3, thì sau đó các bạn ghi này bằng địa chỉ của biến a đúng không? Thì đây là một cách cách sử dụng cái biến integer pointer. Nhưng mà một cách khác thì bạn có thể tạo thẳng luôn, mình new một integer mình ghi thế này thôi, mình new a, thì thằng này nó không cần phải gán bằng một thằng nào hết, nó cấp sẵn một vùng nhớ cho nó luôn, và vùng nhớ này nó chỉ có một phần tử thôi. Thì khi các bạn hỏi thì các bạn bấm delete rồi integer pointer, đơn giản như vậy thôi. Thì đây là trường hợp đơn giản.
bạn chỉ cần tạo một cái và hủy một cái, còn trường hợp mà bạn tạo một mảng thì bạn phải hủy một mảng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài góc phát động của mình.